thì phương pháp giáo dục của Mỹ tạo cho sinh viên lối tư duy và hành động năng động và tự chủ. Các học sinh thì được thực hành nhiều hơn là học lý thuyết và được tiếp cận với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và phương pháp quản lý hiện đại, hiệu quả. Và đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của Tân Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam hôm nay, Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn một trường, đó là trường Fairmont. Thì đầu tiên là đôi nét về trường. Thì trường được thành lập vào năm 1953 tại thành phố Anaheim, xinh đẹp, ấm áp, lớn thứ hai tại quận Cam. Hệ thống trường tư thục Fairmont nằm ở quận Cam, Nam California, cách sân bay quốc tế Los Angeles chưa đầy một tiếng. Khí hậu Los Angeles thì ôn hòa, thuộc nhóm lý tưởng nhất trên thế giới, nên là học sinh Fairmont thỏa sức tham gia các hoạt động ngoài trời. Học sinh quốc tế tốt nghiệp Fairmont năm 2014 thì được nhận vào các trường đại học thuộc top 100 trường hàng đầu của Mỹ. Trường có các chương trình được thiết kế dành riêng, sát với nhu cầu của học sinh quốc tế, với chuyên môn kinh nghiệm trong việc tuyển chọn và quản lý học sinh. Trường Fairmont thì thiết kế lớp học nhỏ, 20 học sinh trên một lớp, và các hoạt động trên lớp thì đang xen với các hoạt động thể thao ngoại khóa như là bóng đá, bóng rổ. Về chương trình học thì đối với chương trình dự bị đại học, những học sinh chưa đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh để vào học chương trình 5 dự bị quốc tế thì có thể nộp đơn vào học chương trình dự bị đại học tại trường. Và đây là chương trình đào tạo tiếng Anh cấp tốc từ 1 đến 2 học kỳ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của học sinh. Và sau khi hoàn thành chương trình học và đạt được các kỹ năng tiếng Anh cần thiết, học sinh sẽ được chuyển tiếp vào chương trình 5 dự bị đại học quốc tế. Và chương trình thứ hai đó là chương trình 5 dự bị đại học quốc tế. 5 dự bị đại học quốc tế là chương trình được thiết kế dành cho học sinh quốc tế có trình độ ngôn ngữ sơ và trung cấp. Chương trình này thì kết hợp với khóa ngôn ngữ cấp tốc với chương trình học thuật theo dạng tín chỉ, giúp học sinh có thể tận dụng thời gian tối đa để hoàn tất chương trình học. Và tiếp theo sau đó là chương trình trung học. Chương trình phổ thông trung học được dành cho học sinh quốc tế muốn nhận bằng trung học phổ thông Fairmont. Chương trình sẽ mang đến cho sinh viên quốc tế cơ hội học tập tốt nhất qua việc tham gia vào các chương trình học thuật chất lượng cao và được đào tạo tại trường tư thục Fairmont. Và tùy theo khả năng ngôn ngữ của mình, học sinh có thể đăng ký theo học thẳng chương trình phổ thông trung học hoặc là đăng ký học chương trình dự bị đại học hoặc là chương trình 5 dự bị đại học quốc tế. Và theo sau nữa là chương trình chuyên sâu. Chương trình khoa học và kỹ thuật chuyên sâu được thiết kế để chuẩn bị và thúc đẩy học sinh thành công trong chuyên ngành khoa học tại các trường cao đẳng và đại học California. Và đã công nhận các khóa học trong chương trình này là chương trình chuẩn mực và sáng tạo. Chương trình giao lưu văn hóa tại Fairmont thì chương trình giao lưu văn hóa dành cho những sinh viên có mong muốn dành ra một hoặc là hai học kỳ trải nghiệm giao thoa văn hóa. Học sinh theo học chương trình này thì có cơ hội sống cùng một gia đình người Mỹ, kết bạn và trải nghiệm cuộc sống vùng Nam California nói riêng và nước Mỹ nói chung. Và về yêu cầu học cũng như là học phí của trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Mỹ tại các trường, vui lòng gọi về số điện thoại 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có 2 chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Vâng, rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Lương Ngọc Quý. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ, để biết làm cách nào mà bạn có thể vượt qua được rào cản để nhận được visa các bạn nhé. Chị xin chào Quý. Chào chị. Em có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Lương Ngọc Quý, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành và quê em ở Kiên Giang. Nếu mà chị không biết lý do vì sao lại quyết định chọn Mỹ làm cái điểm đến của mình em ha? Bởi vì em muốn có những kiến thức mới hơn, nhiều kinh nghiệm và cải thiện vốn tiếng Anh của mình để có thể phát triển nghề nghiệp của em vào trong tương lai. Chị không biết nói vậy thì qua Mỹ em có tiếp tục theo đuổi cái con đường học dược của mình không? Dạ có, em sẽ học dược tiếp tục. Em sẽ sinh sống tại Texas bởi vì ở Texas có khí hậu khá giống Việt Nam nên sẽ tốt sức khỏe của em hơn. Và em xem tìm hiểu thì tỷ lệ tội phạm ở Texas rất là thấp và hầu như không có động đất. Em chọn trường University of Texas Dallas bởi vì đó là trường tốt nhất tại Texas và nó cũng nằm trong top 100 trường tốt nhất tại Mỹ. Và trường có hơn 23.000 học sinh và thu hút rất nhiều du học sinh mỗi năm. Dược là một chương trình tốt trong hơn 130 chương trình đang được trải dài tại trường.
Như vậy thì em có thể cho các bạn biết là cái lộ trình em học ở bên Mỹ thì như thế nào được không? Đầu tiên em sẽ học Anh văn khoảng 1 năm. Sau đó thì em sẽ học vào chuyên ngành dược cho khoảng 5 năm. Rồi thì sau đó thì sau khi kết thúc khóa học thì em sẽ trở về Việt Nam và việc em muốn mở một hệ thống nhà thuốc cho riêng mình. Rồi, chị cũng hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ em có thể trở về thực hiện được ước mơ của mình ha. Rồi thì tiếp tục cho chị hỏi là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ tân đại dương em thấy như thế nào? Em thấy trên mạng và có bạn giới thiệu cho em thì em thấy được rất nhiều công ty nhưng mà cái công ty dương thì rất là nổi bật nên là mới lựa chọn tân đại dương. Còn sơ tân đại dương thì em rất là thoải mái và tự tin khi mình đi phỏng vấn, các anh chị đã chuẩn bị cho em kiến thức và hồ sơ rất là kỹ để em đi. Chị Kim làm hồ sơ cho em, chị Kim đã giúp cho em soạn hồ sơ và các giấy tờ để em đi phỏng vấn, từ giấy tờ học bạ, giấy tờ sổ tiết kiệm hoặc là những giấy tờ cần thiết để em đi phỏng vấn. Còn Khôi đã cho em, từ những kiến thức cơ bản, những câu hỏi từ tiếng Việt đến tiếng Anh để em có thể tự tin vào lúc chọn phỏng vấn. Nhưng mà sau này bạn bè em muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương của mình cho bạn bè của em. Chị không biết là cái cảm giác của em mà khi nhận được cái visa trong tay thì em thấy như thế nào? Thấy rất là vui và giờ tới giờ vẫn còn cung và em chỉ có lời khuyên là các bạn hãy cố gắng và tự tin thì chắc chắn sẽ đậu. Còn về ví dụ như vấn đề mà trang phục hay là trước khi ngày đi phỏng vấn thì cái tâm lý của mình là như thế nào để vượt qua được em ha? Dạ. Thì trước ngày đi phỏng vấn thì em không có học nhiều vào những câu hỏi mà em chỉ tập trung thư giãn thôi, nhưng không có tập trung vào, nếu mà cứ tập trung vào nó thì sẽ căng thẳng hơn, nên là cứ thư giãn cho thoải mái thì buổi sáng đi thi sẽ có cảm giác tự tin hơn, không căng thẳng nữa. Trang phục thì các bạn cứ ăn mặc một cách lịch sự, quần dài, áo sơ mi hoặc áo thun cũng được, thì tạo cho mình cảm giác thoải mái và tự tin khi thi là được. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời khuyên mà em dành cho tất cả các bạn. Nhưng chị cũng hy vọng là sau cái thời gian học ở bên Mỹ có thể trở về để thực hiện được ước mơ của mình nha. Cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.